Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 8 tháng 1 năm 2023 đến nay, các hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã khôi phục bình thường. Trong vòng hơn một tháng qua, đã có trên 6.000 lượt phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh này, chủ yếu là các cửa khẩu Kim Thành với các mặt hàng hoa quả tươi, đậu xanh, lạc, sắn. Trong đó, thanh long tươi chiếm 80% tổng số các mặt hàng xuất khẩu. Đây là tín hiệu đáng mừng trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường Vân Nam, Trung Quốc trong thời gian tới. Trung Quốc luôn là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với mặt hàng nông sản của Việt Nam. Năm 2022, tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng này sang Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc đạt 53,7%. Riêng đối với cặp cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai, Hà Khẩu, Trung Quốc, giai đoạn trước dịch bệnh COVID-19, kim ngạch xuất nhập khẩu qua đây tăng trưởng bình quân đạt 20,3% một năm. Ngay sau khi Trung Quốc ra thông báo mở các cửa khẩu biên giới để đẩy mạnh thương mại hàng hóa, nông sản, Lào Cai đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Phía Trung Quốc đã tiếp tục nới rộng một số cái sản phẩm mà được phép nông sản của Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch của Trung Quốc như là sầu riêng. Đấy, và một số cái quả khác thì hiện nay Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của Việt Nam cũng đang tiếp tục hướng dẫn để cho các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp của Việt Nam đăng ký với lại phía Trung Quốc và phía Trung Quốc sẽ chấp thuận trao đổi với Trung Quốc để Trung Quốc sớm đẩy mạnh cái việc là cho phép nông sản rồi trái cây của Việt Nam được nhập khẩu vào Trung Quốc qua đường sắt. Vì hiện nay là bên về phía Trung Quốc đang chưa cho phép. Tỉnh Vân Nam với dân số 47 triệu người có đường biên giới với 4 tỉnh của Việt Nam là Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Nằm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh và 4 tỉnh thành phố của Việt Nam, cửa ngõ phía Tây Nam này của Trung Quốc có vai trò lớn trong hợp tác kinh tế thương mại hai nước. Việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương thời gian này có ý nghĩa rất thiết thực. Đây là điều kiện để hai bên thúc đẩy giao thương nói chung và thúc đẩy tiêu thụ nông sản, thực phẩm nói riêng sau thời gian diễn ra đại dịch COVID-19. Được xuất khẩu sang chính ngạch rồi, chúng tôi cũng mong muốn rằng là công ty của chúng tôi là Yến Xà Con Tum cùng với các công ty trong nước được xuất khẩu chính ngạch ngày hôm nay sẽ kết nối được với các doanh nghiệp trong tỉnh Vân Nam đấy để sang Trung Quốc để xuất khẩu cho người Trung Quốc. Qua cái hội nghị như hôm nay là tôi đánh giá rất cao, tại vì có những cái hội nghị như này thì chúng tôi mới quảng bá được cái sản phẩm của chúng tôi để ra thị trường nước ngoài và những thị trường ở trong nước. Chúng tôi cũng rất là được mong muốn làm sao cái sản phẩm về dược liệu nói chung và sản phẩm về sâm ngọc linh nói riêng đến được với thị trường quốc tế. Chúng tôi luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm cũng như là mẫu mã, bao bì, luôn lắng nghe và liên tục cải tiến sản phẩm làm sao mà đáp ứng được thị hiếu của khách hàng cũng như là nhu cầu của khách hàng. Nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với Trung Quốc thời gian tới, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực cải cách thủ tục hành chính, nâng cấp kho tàng, bến bãi để phát huy hiệu quả các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam, tăng cường quảng bá các mặt hàng có tiềm năng của Việt Nam như thủy hải sản, trái cây, tiếp tục thực hiện sâu rộng các hoạt động xúc tiến thương mại, trao đổi đoàn công tác với tỉnh Vân Nam. Đối với dài hạn thì hiện nay chúng tôi đã xây dựng xong cái quy hoạch chung của tỉnh. Trong cái quy hoạch tổng thể đó thì có quy hoạch về hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối đường sắt, đường bộ, đường không và đường thủy. Quy hoạch về khu kinh tế cửa khẩu, mở rộng phạm vi khu kinh tế cửa khẩu, hình thành các cái khu cụm công nghiệp để hỗ trợ cho cái hoạt động thông thương xuất khẩu. Quy hoạch về mạng lưới logistics, kho tàng bến bãi, kể cả đường sắt, đường bộ và đường hàng không. Khi mà cái hệ thống cơ sở hạ tầng cùng với các cái quy hoạch đồng bộ được triển khai thì chúng tôi tin tưởng rằng là cửa ngõ Lào Cai sẽ làm tốt vai trò nhiệm vụ đối với khu vực phía Bắc cũng như cả nước. Theo ghi nhận, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai mỗi ngày có trên 500 xe xuất khẩu nông sản và dự báo sẽ tăng trong thời gian tới. Với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, thông suốt, kết nối tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, hệ thống logistics cơ bản đáp ứng được nhu cầu trao đổi, giao thương hàng hóa giữa hai nước. Tỉnh Lào Cai tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối quan trọng giữa các địa phương của Việt Nam với thị trường Trung Quốc.